Thị trường vàng thì vẫn đang ở một cái vùng đỉnh cao lịch sử của mình khoảng 2.660 đô la một ounce Nhưng tuy nhiên trong bối cảnh các cái cặp tiền tệ chính đã bắt đầu đảo chiều rất là rõ ràng đúng không ạ? Kèm theo đó là đồng đô la Mỹ cũng có cái tín hiệu tạo ra một cái bia cháp với cái mẫu hình cũng rất là uh, tiêm tiềm ẩn cái khả năng giảm giá của thị trường vàng đó là ban Reversal như mình đã từng có chia sẻ trong các bản tin công nhật gần đây á. Thì rất có khả năng vàng đang ở một cái vùng đảo chiều tiềm năng. Tất nhiên rằng là đến giờ thì tín hiệu vẫn chưa thật sự đầy đủ. Đúng chúng ta có thể nhận thấy rằng nó là gì ạ? Vàng liên tục tạo ra ô tham 2 và sau đó cũng có những lần tạo ra được những cái đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Nhưng điểm đáng nói nó là gì ạ? Điều kiện cần thì có nhưng điều kiện đủ thì chưa. Đó là gì ạ? Chúng ta cần phải phá vỡ được qua cái đáy thấp trước đó để xác lập ra một cái đáy mới thấp hơn hoặc là phải break out qua cái đường trend line, đường cái đường băm trend line này đúng không ạ? Thì điều đó vẫn chưa hoàn toàn hình thành mà vàng cứ sau khi mà uh, hình thành những cái tín hiệu như vậy á thì lại quay trở lại retest và tạo ra cái đỉnh cao mới. Cho nên cái cơ hội bán xuống là vẫn chưa có. Cho đến lúc này trên biểu đồ H1 thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì? Có thể đang trong cái trạng thái phân phối tại đỉnh phải không? Đúng không ạ? Trading sideways mà đang phân phối tại đỉnh. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ chờ đợi rất là sát chưa đợi rất là rõ. Nếu như vàng có thể break out được qua cái khu vực hỗ trợ phía bên dưới 2650 nha, khoảng 2650 break out xuống phía bên dưới và đóng cửa break out và đóng cửa xuống phía bên dưới này á thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống và lúc đó cái vùng này sẽ thật sự là cái vùng đỉnh trong cái cú tăng giá rất là mạnh của vàng trong lần này. Chúng ta sẽ chưa vội uh, bán xuống ngay lúc này đâu mà vẫn đang tìm kiếm một cái cơ hội bán xuống nếu sau khi nó phá vỡ được xuống phía bên dưới 2650 này nha.